Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 28. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài. Hỡi hòn đá tôi, chớ bịt tai cùng tôi. Kẻo nếu Ngài làm thinh với tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng? Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu cùng Ngài, xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi. Xin chớ cất tôi đi mất chung với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác, là những kẻ nói hòa bình cùng người lân cận mình, song trong lòng lại có gian tà. Xin Chúa hãy phạt chúng nó tùy công việc chúng nó, theo cư xử gian ác của họ. Hãy phạt chúng nó tùy công việc tay chúng nó đã làm, báo lại điều gì chúng nó xứng đáng. Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài làm, nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng chúng nó lên đâu. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của tôi. Đức Giê-hô-va là sức lực và là cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được cứu tiếp. Vì vậy lòng tôi rất mừng rỡ, tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Đức Giê-hô-va là sức lực của dân Ngài, đồn lũy cứu rỗi cho người chịu sức dầu của Ngài. Xin hãy cứu dân Chúa và ban phước cho cơ nghiệp Ngài, cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời. Chương 11. Có một người đau tên là Lazarus ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazarus đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê em người và La-sa-rơ. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại 2 ngày nữa trong nơi Ngài đang ở. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: La-sa-rơ bạn ta đừng ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của La-sa-rơ, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-sa-rơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thô-ma gọi là Đi-đim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn La-sa-rơ trong mộ 4 ngày rồi. Vả thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 ectader. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải,
Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Và Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đang khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu Lazarơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Giêsu làm bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si mách cho họ sự Đức Chúa Giêsu đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng: Người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Cho nên Đức Chúa Giêsu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ê-phra-im, và ở lại đó với môn đồ. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy chúng kiếm Đức Chúa Giêsu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? Và các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lệnh: Nếu ai biết Đức Chúa Giêsu ở đâu thì phải mách với họ để họ bắt Ngài. Chương 7. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn, còn A-rôn anh ngươi sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ tâu cùng Pha-ra-ôn, đặng ngươi thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô. Nhưng Pha-ra-ôn sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào đất Ê-díp-tô, dùng những sự đoán phạt nặng nề, đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta là dân Israel. Khi nào ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Israel ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Mô-sê và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Vả, khi hai người tâu cùng Pha-ra-ôn,
thì Môi-se tuổi đã được 80, còn A-rôn 83. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: khi nào Pha-ra-ôn truyền cho các ngươi hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng: hãy lấy cây gậy của anh liện trước mặt Pha-ra-ôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-ra-ôn và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liện cây gậy mình trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pha-ra-ôn bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Ai Cập, phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy. Mỗi người liện gậy mình, liền hóa thành rắn. Nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Pha-ra-ôn đã rắn lòng, từ chối không để cho dân sự đi. Sớm mai Pha-ra-ôn sẽ ngự ra bờ sông, ngươi hãy ra mắt người và cầm theo cây gậy đã biến ra con rắn đó. Ngươi hãy tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ sai tôi đến gần bệ hạ đặng tâu rằng: hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng, mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: vì việc này ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Này, ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết, cá dưới sông sẽ chết và sông sẽ hôi thối đi. Người Ai Cập uống nước sông lấy làm ghê gớm. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy truyền cho A-rôn rằng: cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ai Cập, trên rạch, sông, bào và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết. Cả xứ Ai Cập và trong những bình chứa nước bằng gỗ, bằng đá đều sẽ có huyết hết thảy. Vậy Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, A-rôn giơ gậy lên, đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa thành huyết. Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ai Cập không thể uống được. Vậy huyết lan khắp cả xứ Ai Cập. Song các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy. Lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Pha-ra-ôn xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào. Và vì hết thảy người Ai Cập uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh sông tìm nước mà uống. Sau khi Đức Giê-hô-va đập sông thì được 7 ngày. Chương 8. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, này, ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sinh đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ và trên giường ngươi, và nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy truyền cho A-rôn rằng: hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bào, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ai Cập. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ai Cập, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuật sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ai Cập. Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ, đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng: đến ngày mai. Môi-se rằng: sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ cùng dân sự của bệ hạ, chỉ còn lại dưới sông mà thôi.
Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pharaon. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ết nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pharaon. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se. Ết nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ết nhái lại từ đống và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pharaon thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy giơ gậy anh ra đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa muỗi khắp cả xứ Ê-díp-tô. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật, hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ê-díp-tô. Các thuật sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh muỗi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy muỗi bu người và súc vật. Các thuật sĩ bèn tâu cùng Pharaon rằng: ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaon cứng lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: này, Pharaon sẽ ngự ra mé sông. Ngươi hãy dậy sớm đi ra mắt người mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi. Nhà của người Ai Cập đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Giê-hô-va, có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ này tất sẽ có. Đức Giê-hô-va bèn làm y như lời. Vậy trong cung điện Pharaon, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Ê-díp-tô đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy hoại. Pharaon bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. Nhưng Môi-se tâu rằng: làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Ê-díp-tô. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ê-díp-tô, họ há chẳng liện đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng 3 ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. Pharaon bèn phán rằng: ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho ta với. Môi-se tâu rằng: này, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho. Ngày mai ruồi mòng sẽ lìa xa Pharaon, quần thần và dân sự người. Nhưng xin Pharaon chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaon và cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Ngài làm y như lời Môi-se. Ruồi mòng lìa xa Pharaon, quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này Pharaon lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi. Chương 9. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy đi ra mắt Pharaon mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa, này, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Ê-díp-tô, sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Đức Giê-hô-va đề nghị mà rằng: đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết, nhưng của dân Israel chẳng chết một con nào. Pharaon sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Israel chết hết. Nhưng Pharaon rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: hãy hốt tro trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pharaon,
Môi-se sẽ vải tro đó lên trời. Tro sẽ hóa bụi khắp cả xứ Ê-díp-tô và sinh nhiều ghẻ chốc, cương mũ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ê-díp-tô. Vậy, hai người hốt tro trong lò, đứng trước mặt Pha-ra-ôn. Rồi Môi-se vải tro lên trời, thì sinh ra ghẻ chốc cương mũ trên mình người ta và súc vật. Các thuộc sĩ đứng trước mặt Môi-se không được, vì cớ ghẻ chốc đã sinh trên mình các thuộc sĩ như trên mình của hết thảy người Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy thức dậy sớm, ra mắt Pha-ra-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: Hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta, vì lần này ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị diệt khỏi đất rồi. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. Nếu ngươi còn cản trở không để cho dân ta đi, thì mai tại giờ này ta sẽ làm một đám mưa đá lớn, đến đổi tại xứ Ê-díp-tô từ khi khai sáng cho đến ngày nay chẳng có đám mưa nào giống như vậy. Thế thì bây giờ hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt xuống trên mọi người, và vật đang ở ngoài đồng không vào nhà thì sẽ chết hết. Những kẻ nào trong quần thần Pharaoh có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà. Còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, làm mưa đá rớt xuống trên cả xứ Ê-díp-tô, trên mình người, súc vật và khắp rau cỏ ngoài đồng. Môi-se bèn giơ gậy mình lên trời. Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá sa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy Đức Giê-hô-va khiến mưa đá sa trên xứ Ê-díp-tô. Vả có mưa đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với, đến đổi từ khi xứ Ê-díp-tô lập quốc đến giờ chẳng có giống như vậy. Thế thì trong cả xứ Ê-díp-tô, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ, và làm gãy cây cối nữa. Chỉ đất Gô-sen là nơi dân Israel ở chẳng có mưa đá mà thôi. Pha-ra-ôn bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Lần này trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình, trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. Môi-se bèn đáp rằng: Vừa khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét sẽ lặng, mưa đá sẽ tan, hầu cho bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi biết rằng bệ hạ và quần thần chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vả trong lúc đó lúa mạch trổ bông, cây gai có hoa, nên lúa mạch và gai bị đập nát, còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn nên không bị đập. Vậy Môi-se lui khỏi Pha-ra-ôn, đi ra thành, giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét và mưa đá tạnh, mưa bèn ngớt hột trên mặt đất. Khi Pha-ra-ôn thấy mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng, cứ phạm tội nữa. Vậy Pha-ra-ôn cứng lòng, không tha dân Israel đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se mà phán. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ,
tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.